Nhân dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Quân tổ chức buổi họp mặt thăm hỏi và trao tặng quà Tết cho các gia đình chính sách trên địa bàn. Tại buổi họp mặt, ông Lê Hoàng Phương, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường Vĩnh Quân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh mất mát của các gia đình chính sách, người có công đã ân cần gửi lời thăm hỏi sức khỏe, chúc các gia đình chính sách đón Tết cổ truyền vui vẻ và đầm ấm đồng thời trao tặng 44 phần quà Tết cho các gia đình chính sách, mỗi phần quà trị giá 400.000 đồng. Những món quà Tết tuy giá trị không lớn nhưng thể hiện tấm lòng của đảng bộ, chính quyền phường Vĩnh Quân hy vọng sẽ góp phần cùng các gia đình chính sách đón năm mới vui vẻ, ấm áp, tiếp tục phấn đấu dương lên trong cuộc sống, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.